À, dạ rồi, con chào mừng tất cả quý cô chú đã quay trở lại với kênh Bonsai Lộc Tỉnh Miền Tây. Thì ngày mới cũng chúc quý cô chú thật nhiều sức khỏe, thật nhiều niềm vui heo chú. Tết sắp tới rồi, mình cũng giữ gìn sức khỏe để mình ăn Tết đầm ấm sum họp bên gia đình. Thì hôm nay con cũng quay trở lại vườn của em Nhàn, Mr. Nhàn, để giới thiệu đến quý cô chú một cái lô cây mới của em Nhàn, mới về luôn, một cái lô phôi. Thì hôm nay đặc biệt là chỉ có phôi và phôi thôi. Số cây phôi mini rất là dễ thương luôn quý chú đây ha, mini sắp đế rất là dễ thương. Thì em Nhàn bán cái giá cũng rất là mềm mại cuối năm luôn đó, thì có bán cặp rồi bán bộ ba nữa, có đặc biệt có một số cây trang vàng rất là to luôn đó. Dạ rồi, con mời quý cô chú cùng gặp lại em Nhàn để mình giao lưu chi tiết ha. Dạ Rồi, rồi, chào anh Khánh nha. Chào toàn thể cô chú anh chị đang theo dõi kênh Bonsai Lục Tỉnh Miền Tây ha. Thì chúc cô chú anh chị mình cuối năm cũng luôn nhiều sức khỏe ha. Năm mới vạn sự như ý ha cô chú anh chị. Mời cô chú anh chị vào xem mấy chi tiết clip ngày hôm nay ha. Clip này mình lên là cây phôi, cây chuẩn bị cho tương lai ha, cho năm sau ha cô chú anh chị. Hàng đón xuân 2024. Cuối năm nhưng mà vẫn là lô mới em ha. Lô mới cho cô chú anh chị mình có thời gian rảnh rỗi cuối năm nè, về mình xử lý mình nuôi ha cô chú anh chị. Thì phôi hôm nay là mã A1 này, là hoành tại vị trí này nè cô chú anh chị, là 26 ha. Rồi. Cả củ đế nó là 45, đế nó đều hết ha cô chú anh chị. Mặt tiền rất là đẹp ha. Cao là 22 cm ha, cốt cành đều ha cô chú anh chị. Thì cây này là cây mã A1. Rồi giao lưu cô chú anh chị mình là 700 nghe, bao phí ship toàn quốc ha cô chú anh chị ơi. Này là trang vàng lá nhỏ ha, 700 em ha. Thì cũng mong cô chú anh chị mình ủng hộ cuối năm ha. Thì nếu như mà cuối năm cô chú anh chị mình mà có nhiều công việc mà chốt cây không thể nhận chăm sóc được á, thì nhà vườn mình có nhận chăm sóc cho cô chú anh chị dùm qua Tết luôn ha. Rồi mình gửi lại qua Tết, gửi lại qua Tết luôn, ship cây, hoặc là cô chú anh chị nhờ xử lý đế trồng dùm hay gì đó thì nhà vườn mình sẽ làm giùm cô chú anh chị ha. Cô chú anh chị mình chuyển khoản giùm tiền cây thì nhà vườn mới nuôi giùm ha. Rồi. Có thể cọc 50-50%. Cây mã số A2 này là hoành 23. Cao 22 ha cô chú anh chị ơi. Mã số là A2 ha. Cây này giao lưu với cô chú anh chị mình là 550.000 ha cô chú anh chị, bao ship toàn quốc ha. Rồi, 550 thôi cô chú. Mã A2. Cái này về mình cắt lại nha cô chú. Em dạ, mới về cắt thôi. Sơ thôi. Cắt sơ sơ thôi. Rồi, xin đổi cây. Rồi, cắt hết về cô chú anh chị không có cái để cắt buồn tay ha cô chú anh chị. Mình về mình phải cầm ngồi kéo, cầm cưa, mình nghiên cắt. Cứu. Mã A3 cô chú anh chị ơi. Trang vàng nữa ha. Đây này hoành ngay cổ rễ này nó cũng nở to hay là được 27 nha cô chú anh chị. Rồi. Cao là 19 cm nha cô chú anh chị, để cũng đều đứng lại đẹp quá em. Dạ đúng rồi, trồng trồng thẳng lại đúng không chú? Dán dán nó là dán trực ha, bộ đế này nó cũng hợp luôn. Đế này mình bứng cái bầu nhỏ mình xử lý luôn, rồi rút gọn gì cái mình vô chậu nó mình chơi cây bonsai luôn. Rồi mã A3 ha, thì cây này giao lưu cô chú anh chị mình là 700k, bao ship toàn quốc ha cô chú anh chị. 700 cây đẹp ha. Rồi xin đổi cây. Đó, tiếp theo là mã A4 ha, một cái cây này là một cây phơm cao. Cây phơm cao. Cô chú muốn chơi thiên nhiên thì chơi, không chơi mình hạ xuống mình chơi trượt lắc ha cô chú anh chị. Đó, cái này nhiều cái hướng chơi cho cô chú anh chị mình ha. Cốt cành là chơi phơm cao cũng hay đấy. Dạ, ha. Chơi bởi vì em để cho cô chú anh chị mình nghiên cứu ha, mình chơi cái phơm thiên nhiên bung ra. Dạ, cái cây như cây thiên nhiên vậy đó. Chơi tàn lớn chậu lớn ha. Cây đẹp quá quý vị. Cây này cây đẹp. Phôi to đẹp liên rồi. Hoành là 25. Bây giờ cũng có nhiều cô chú cao 25 ha cô chú anh chị. Nhiều cô chú cũng thích cái phơm thiên nhiên á. Mình vô khỏi dây mình khỏi bẻ sữa mình chơi thiên nhiên bung tàn ra. Cắt thôi ha. Dạ, cắt giật thôi. Rồi mã A4 ha. A4 giao lưu với cô chú anh chị mình là 650.000 ha cô chú anh chị ơi. Rồi 650. Cây này thì cô chú anh chị mình mà yêu thích cây phơm thiên nhiên thì mấy cây này mình chơi rất là đẹp ha. Cao không phóng thoáng ha, nó thoáng cây. Rồi. Nó thấp thân tầm 15 sen nó mới tới chi cành. Rồi xin đổi cây. Rồi, đổi luôn em ơi. Cây đó đẹp quá cô chú. Rồi tiếp theo là mã A5. A5 thì phơm lùng lực ha. Cô chú anh chị mà
thích form lùng lực nhỏ gọn nhà phố rồi thì mình chọn mấy cây này. Rồi. Hoành là 21 ha cô chú anh chị ơi. Rồi để là 50. Chiều cao là 18. Thôi này giao lưu cô chú anh chị 500 ngàn ha. Bao ship toàn quốc cho cô chú anh chị. Mã là A5. Rồi, xin lỗi cây luôn. Rồi tiếp theo là mã A6 là một cây trang vàng nữa ha cô chú anh chị. Một cây lùng lực ha. Tàn đa. Tàn đa, tàn đều hết cô chú anh chị. Xè trồng do luôn ha chú. Cái này mình xe có thể mình cắt bỏ cái cành này ha. Lấy mặt tiền đây, mình cắt bỏ cành chọi vô mặt ha. Rồi, hoành này là 22 ha cô chú anh chị. Đế cũng rất là đẹp ha, lùng lực đều. Cao là 20 ha cô chú anh chị. A6. Trang vàng lá nhỏ. Giao lưu với cô chú anh chị mình là 550 ngàn. Bao ship toàn quốc ha cô chú anh chị. Đó, 500 rưỡi thôi cô chú. Rồi, xin đổi cây. Rồi, tiếp tục luôn em ơi. Theo là mã A7 nha cô chú anh chị. Một cây này cũng là trang vàng ha. Cây này cũng tông cao ha. Thân nó cũng to, già ha cô chú anh chị. Cái trang vàng này chơi cái thân hay không đẹp cô chú ha. Cái da nó xù xì vậy đó. Hoành nó là 26cm ha. Ngay vị trí này ha cô chú anh chị. Nồi đế là 45. Chiều cao là 24cm nha cô chú anh chị. Mã số là A7 nha cô chú anh chị. Mã A7 trang vàng lá nhỏ ha. Dạ, cái này giao lưu cô chú anh chị mình 650 ngàn. Bao ship toàn quốc ha cô chú anh chị. Cây này phong tàn lớn rất là đẹp cô chú anh chị. 650. Rồi em xin đổi cây. Rồi tiếp theo là mã A8 ha. Cũng một form cây tàn thiên nhiên to nữa cô chú anh chị. Cái nhánh này nó bằng bằng một cái thân cây khác cô chú. Cây già cây cô chú anh chị ơi. To đụng luôn rồi. Rồi hoành nó đo được tại vị trí này là 26 ha cô chú anh chị. Nồi đế là 45. Đế đều, cao 22cm nha cô chú anh chị ơi. Form cây này làm thiên nhiên rất là đẹp nữa nè cô chú anh chị. Rồi. Giao lưu cô chú anh chị mình 650 ngàn ha. Bao ship toàn quốc cho cô chú anh chị mình luôn. 650 thôi cô chú. Rồi, mình xin đổi cây nha cô chú anh chị. Rồi. Cái này nó có hơi tét ha. Nhưng mà này có thể cô chú anh chị cắt ngắn xuống thì nó hút cái này à. Cái đó không có sao chứ. Yeah. Xin đổi cây. Cắt lùng xuống chút xíu nữa. Cái này thì em nghe cũng cắt trừ heo. Như cái này nè, như cái này thì cũng cắt trừ heo. Mã A9 nha cô chú anh chị ơi. Cũng là trang vàng ha cô chú anh chị. Lô này thì chỉ còn phôi trang vàng với trang sen ha. Trang đỏ chắc năm sau đầu năm mình mới có nữa cô chú anh chị. Rồi hoành tại vị trí này được là 22 ha cô chú anh chị. Ngay đây ha. Đế nó nở to nữa nha cô chú anh chị. Cao là 23cm ha. Có một cây form tàn lớn luôn cô chú anh chị. Mã A9 thì xin giao lưu là 500k. Bao phí ship toàn quốc cho cô chú anh chị mình nha. Trang vàng lá nhỏ. Rồi. Cốt cành cũng khéo ha cô chú anh chị ơi. Rồi tiếp tục luôn. Xin đổi cây. Rồi phía dưới chân mình còn luôn. Rồi còn một cây cũng to luôn, trang vàng lá nhỏ ha. Cái này lực quá lực của cô chú ha. Mã số A10. A10. Hoành là 26cm ha cô chú anh chị. Nồi đế là 49. Cao là 19. Mã số A10 ha. Giao lưu với cô chú anh chị mình là 700 ngàn. Bao ship toàn quốc cho cô chú anh chị mình nha. Rồi 700 ha. Mã số A10 này, 700. Bao phí ship toàn quốc cho cô chú anh chị. Rồi xin đổi tiếp cây. Tục luôn em ơi. Rồi. Rồi bây giờ mình tới trang sen. Trang sen ha, trang sen là một số cây đẹp ha. Số cây đẹp lựa hàng mới về, mới cắt xong chưa kịp xịt nước luôn cô chú anh chị. Hơi khó nhìn tí ha, xịt nước thì nó sạch sẽ, nó dễ nhìn ha cô chú anh chị. Quá đều luôn ha. Quá đều mà đế này là đế whip luôn. Đế này là hồi xưa là
Khi mà trồng á cô chú anh chị là nắng cục đất chải đế lên trên cục đất rồi mình để xuống ha. Hoành nó là 18 nha cô chú anh chị. Rồi, sắp đế từ nhỏ em ha. Nồi đế là 40. Cao là 18 luôn cô chú anh chị ơi. Cây này thì xin giao lưu với cô chú anh chị mình là 500 ngàn, bao ship toàn quốc ha cô chú anh chị. Mã là A11. 500 đỡ cây. Rồi, đổi luôn em ơi. À, mình làm một số cây to này thì mình bán cây ha. Dạ. Yeah. Mình có cặp luôn. A12 ha cô chú anh chị. À, cây này cũng rất là đều, rất là đẹp ha. Đế như cây nơm luôn. Không có điều cành điều đế hết cô chú anh chị nha. A12, hoành nó là 16 ha cô chú anh chị. Nồi đế là 38. Cao là 15 cm nha cô chú anh chị nha. Mã số A12. Cái này thì xin giao lưu với cô chú anh chị mình là 400k ha. Bao phí ship toàn quốc cho cô chú anh chị mình nha. A12 400. Bao phí ship toàn quốc nha cô chú anh chị. Rồi, xin đổi cây luôn. Tiếp tục luôn, 13. A13, một cây cũng là tàn đa luôn nha cô chú anh chị. Mấy cây này quý chú cầm tay thôi. Về mình ép chậu nó còn nhỏ hơn nữa, nhỏ hơn cái bầu này luôn. Cái này rút đế vô tư, chăn sen thì nó rất là mạnh cô chú anh chị. Hoành nó là 17 cm nha cô chú anh chị. Cây này rút xuống lùng lực nha cô chú anh chị, rất là đẹp. Nồi đế nó 38. Chiều cao hiện tại từ mặt bầu lên là 12, nhưng mà cái cây này có thể mình rút xuống nó còn khoảng là chưa được 7, khoảng 7-8 cm thôi cô chú anh chị. Dạ. Khoảng 7-8 cm là rất đẹp ha. Nó hơi dư nhiều lắm. Dạ, em cắt trừ hao hai mắt lá, cô chú anh chị mình rút sát vô mình nuôi ha. Thì cây này giao lưu là 600 ngàn, bao ship toàn quốc. Một cây rất là whip cô chú anh chị. Hiếm có mấy cây mà cốt cành nó lùng như bánh ít nha. Rồi. Chà bà luôn cái củ. A14 nha cô chú anh chị. Một cây form này cũng rất là to ha. Chan sen. Hoành nó là 21 cm nha cô chú anh chị. Cao là 16. Cô chú anh chị mình về lọc chi, lọc cạnh là ha. Cắt lùng lực xuống cũng được. Đế cũng rất là quyết ha. Cây này xin giao lưu với cô chú anh chị mình là 600 ngàn, bao ship toàn quốc cho cô chú anh chị nha. A14 nha cô chú anh chị. Rồi, 600 luôn ha. Rồi, xin đổi cây. Tiếp tục luôn em ơi. Rồi, tiếp theo mày này là mã A15 nha cô chú anh chị. Một cây trang sen nữa nha. Cây này cũng đẹp ha cô chú anh chị. Cái này hoành nó là 21 nha cô chú anh chị ơi. Chiều cao là 18 ha. Cây này xin giao lưu với cô chú anh chị 500 ngàn ha. Bao phí ship toàn quốc cho cô chú anh chị nha. Rồi 500 luôn. Mã 15 nha cô chú anh chị. Xin đổi cây. Rồi tiếp theo là mã 16 ha. Một cây trang sen cũng đế đều 24 giờ luôn cô chú anh chị ơi. A16 nha. Hoành nó là 15 nha cô chú anh chị. Nồi đế là 34. Cao 15. Cái này giao lưu cô chú anh chị mình thì 400 ngàn nha. Bao ship toàn quốc. 400 này mà. Dạ, đế rất đẹp nha cô chú anh chị. Rồi, tiếp tục luôn anh nha. Dạ, rồi, xin đổi cây luôn. A17 ha. Cây này cũng rất là whip. Đế nó nơm đều luôn nha cô chú anh chị. Không có chống kẻ nào hết. Đế nôm đều củ tròn, tay cành cũng cây này nó tròn cây luôn, sạch sẽ gọn gàng đúng không chú? Rất là gọn luôn. Hoành là 19 nha cô chú anh chị. Cái củ đế nôm đặt này là 27. Cao là 13. Cây này cũng rút lùng lực xuống còn chừng 9-10 cm thì rất là đẹp nha cô chú anh chị. Cây này cũng giao lưu là 600 ngàn, bao phí ship toàn quốc cho cô chú anh chị mình nha. Rồi, xin đổi cây luôn.
Rồi tiếp theo thì mình lên cái này mình giao lưu cặp ha cô chú anh chị ơi. Hàng, thương của cô chú. Hàng mini này giao lưu cặp ha. Chơi cặp mini, lùng lực mini. Nhưng mà có đế hết nha cô chú, có đế có cũ luôn mini, nhưng mà đây có đế có cũ rồi chi cành đều luôn, đầy đủ hết chứ không phải là mình gọc cái phôi mà nó trụi lũi. A18 ha, có cành rất là khéo nhỏ mini. Cái này hoành nó là 16. Bên đây hoành nó là 14 ha cô chú anh chị ơi, cặp A18 ha. Này xin giao lưu là 500.000 luôn ha cô chú anh chị. Cái cặp này là 500.000 một cặp ha. Rồi, 500 em ha. Dạ. Yeah. Rồi. Rồi. Xin đổi cây ha cô chú anh chị. Chơi nhẹ nhàng thôi cô chú ơi. Tiếp theo là A19 ha. Cũng là một cặp nữa nha cô chú anh chị. Đó, hai cây này rất đẹp ha. A19. Đó, hai cây cũng rất là khéo của chú anh chị. Hàng mới nhập đội ha, lâu trước thì mình bán cũng hết nè. Hoành này là 15. Hoành này là 16 ha của chú anh chị. Cây này cao là 15. Cây này cao 14 ha. Mã số là A19 nha cô chú anh chị. Rồi, cũng là 500.000 ha. Bao ship toàn quốc cho cô chú anh chị mình luôn. A19. Rồi xin đổi cây. Rồi. Tiếp tục luôn. À, 20 nha cô chú anh chị. À, cái cây này sao nó giống nhau quá vậy. Yeah. Một cặp này nó tương đồng, nó há như nhau. Hai cái thân này nếu mà quý cô chú cắt bỏ cái này nè là nó y gan nhau luôn cô chú. Hai cây này cũng đều cũng đẹp nè cô chú anh chị ơi. Cây này thì mình đo hoành, đo hoành ở trên cái nhánh này đi ha, bỏ ở dưới đây là 15 nha. Đây là con thú vậy đó, lấy cái này làm cái đuôi ha. Cây này hoành cũng 15 luôn cô chú anh chị. Hai cây cũng đế đẹp á. Đế đẹp chỉ cành đều. Lục lực chỉ cành đều ha. Giao lưu cô chú anh chị mình là 500k luôn nha, một cặp. Ná ná giống nhau luôn. Hai cây 500.000. Cây này nếu như mình muốn chơi trực mình dựng lại được ha. Đế đây nó có nè. Dựng trực được. Rồi, xin đổi cây luôn. Rồi, mã là A21 nha cô chú anh chị ơi. Là hai cây trang sen nữa ha. Cây này thì hai cái tông này khác nhau em ha. Dạ. Yeah. Cây thì lùng, cây thì này có cũ nha cô chú, còn cây đó thì nó có đế. Đế đều ha. Đế cũng đều đế. Cô chú anh chị. Cây thì lỗ đế, cây thì lỗ cũ. Hoành cây đây 16 ha. Mấy cây, cái cây cũ nó mình khui xuống nó cũng có đế nữa nha cô chú anh chị. Cây này hoành nó là 17. Rồi cặp này cũng 500.000 ha. Bao ship toàn quốc cho cô chú anh chị mình luôn. Mã A21 nha cô chú anh chị. Rồi mình xin đổi cây luôn. Rồi, tiếp tục luôn. A22 nha cô chú anh chị ha. Đó, cũng hàng mini nhưng mà rất là đẹp ha. Họ sức mình lựa heo của chú, rất là nhiều mẫu cho mình lựa luôn. Kiểu gì cũng có, mình thấy đa dạng lắm. Như cái cây đó nhỏ là mà cái đế. Cây này hoành nó là 15. Trải ra gì nữa. Nồi đế nó 36 của cô chú anh chị ơi. Cây này hoành thì nó 12. Cao nó 18, nó nhỏ nhưng mà cái đế đẹp hay cô chú anh chị. Rồi. Giao lưu cô chú anh chị mình 500.000 ha. 500. Đồng giá hết toàn hả? Quốc. Dạ. Cái trang sen này là cặp là đồng giá hả? Dạ đúng rồi. Rồi, đồng giá thôi cô chú, cứ lựa cái cặp nào mình thích thôi ha. Rồi, tiếp theo là A23 cô chú anh chị ơi. Rất là đẹp ha. 23. A23. Cái này hoành là 16. Cái này hoành nó là 13 ha. Chiều cao này là 15 cô chú anh chị ơi. Rồi mã A23 ha, là cũng là 500.000 nha cô chú anh chị ơi. 500 luôn. Rồi xin đổi cây nha cô chú anh chị. Rồi tiếp tục giúp anh luôn. A24 nha cô chú anh chị. 24.
cây này quá đẹp em ạ. Nè, hai cây lùng lực đẹp lắm, đế tròn xe đẹp hết trơn. À, 24. Còn cây này là 16 cô chú anh chị. Cây nơi hoành nó là 14. Đó, hai cây lục lực hết cô chú anh chị. Chiều cao là 15. Rồi. Lục lực có cành đều hết cô chú anh chị. Mã này là A24 nha cô chú anh chị. A24. Rồi, xin đổi cây. Rồi, đổi tiếp tục luôn em ơi. Cặp này 25 nha cô chú anh chị. 25. Rồi, cây này đẹp quá nè. Rồi, một cây này tròn xe ha. Dạ. Thân. Nó mà đổi những cây đi. 25. Rồi, cặp này là A25 nha cô chú anh chị. Dạ. Có cây này sao quá quýp luôn nè. Chị cành đều gan luôn hết cô chú. À, dốt ngọn. Lùng nhưng mà nó liền lạc. Con khúc mà đóng chân cành đều cho em ha. Dạ. Cây này hoành nó là 17. Ok, đế nôm. Cây đây thì hoành 13. Nó lùng nhưng mà đế rất là whip ha cô chú anh chị. Rồi cặp này cũng 500 ngàn luôn. Bao phí ship toàn quốc cho cô chú anh chị mình nha. Mã A25. Rồi, xin đổi cây luôn. Rồi, tiếp tục giúp anh luôn. Rồi, A26 ha. Một cây nhỏ nhưng mà đế rất là whip nè cô chú anh chị. Cây này cắt lại ha chú. Này về cái kéo mình cắt lại, còn cây này thì đế hết đế. Chỗ nào được luôn, giống như nó nuôi bộ đế trời đầy heo chú nhỏ, một bộ đế một ôm một tay mình như này. Cây này hoành nó là 12 cm. Cây này hoành nó là 18 ha. Cặp này cũng giao lưu là 500 ngàn ha cô chú anh chị. Cây này mình có thể mình chỉnh là dáng trực được ha. Cắt sữa cốt cành là ha cô chú anh chị. 500 ngàn bao ship toàn quốc luôn. 500. Rồi, xin đổi cây. Rồi, tiếp tục giúp anh luôn. A27 nha cô chú anh chị. Rồi, cũng là một cặp 500 ngàn nữa cô chú anh chị. Cái cây này phong cách dữ em. Cái cây này nếu mà mình bỏ luôn cái này bên đây luôn chứ, bỏ luôn cái này cái chị này luôn là nhìn cái cây ra cái gọng chữ C qua hướng bên đây đây, qua hướng này mình sẽ nhìn ra được cái gọng chữ C đây, bỏ luôn cái cành này sao này cũng đẹp luôn. Đó. Cây này hoành là 16 hả cô chú anh chị, nhìn độc đáo lắm. Cây này hoành là 14, cũng giao lưu là 500 ngàn nha, bao ship toàn quốc cho cô chú anh chị mình luôn. Chị cành đóng đều ràng luôn. Trang sen. Đó, đổi cây cho cô chú anh chị. Rồi, tiếp theo cặp này là A28 nha cô chú anh chị. Hai cây cũng rất là đều cô chú anh chị. A28. Trang sen. A28. Hoành cây này là 15. Hoành cây này 15 luôn cô chú anh chị ơi. Hai cây 500 bao ship toàn quốc cho cô chú anh chị mình ha. Cây sắp đế rất là đẹp nha cô chú anh chị. Rồi, là cầm đỡ cây. Cầm nào nó cũng có cái nét đặc biệt hết trơn. Mình thích cái nào không? Cặp này là A29 nha cô chú anh chị ơi. Cây rất là đẹp ha, cây mới cắt xong chưa kịp xịt luôn cô chú, chưa xịt rửa luôn. Cây này mặt này đế rất là đẹp luôn. Cây này hoành là 15. Cây này hoành 13. Đế whip ha cô chú anh chị, mã A29 ha, 500 ngàn bao phí ship toàn quốc. Đổi cây cô chú anh chị.
Rồi mã 20 30 30 30 nha cô chú anh chị. Hai cây con đế rất là đẹp ha. Cái này mình vô chậu cầm tay thôi chú. Nuôi cái cây mini rất là đẹp. Hoành là 13. Cây đây hoành là 15. Cao là 14, cây này cao 15 ha cô chú anh chị à. À, cặp này giao lưu với cô chú anh chị mình cũng là 500.000 ha. Bao phí ship toàn quốc cho cô chú anh chị mình nha. Cặp A30. Đó, xin đổi cây. Rồi, cặp A31 nha cô chú anh chị, cũng là hai cây rất là lùng ha, rất là lực. Mấy cây này cắt lùng nữa được anh. Lùng nữa quý cô chú ơi, cái này là mình hàng cầm tay vậy nè, quý hàng chơi lại hàng siêu mini luôn. Cây này mà cắt xuống chừa lên chừng 6-7 phân vậy thôi là nhìn nó tiếu lắm, ép vô chậu nhỏ xíu ha. Cái này cái chậu bằng cái chén mình ha. Dạ, yeah, này mà cô chú anh chị nào mà thích mà chơi cái form mà lùng lực siêu mini rồi ha, là cắt mấy cây này lại rất là đẹp nha. Nó siêu mini mà nó liền lạc lắm nha quý. Liền lạc, cây nó giót, giót cây như chữ A, như bánh ít vậy đó cô chú anh chị ơi. Hoành này là 14 ha. Vô cái chậu bằng cái chén. Bên đây hoành là 13. Đó, cặp này giao lưu với cô chú anh chị mình cũng là 500.000 ha. Bao ship toàn quốc cho cô chú anh chị. A31. Rồi, xin đổi cây. Rồi, combo cuối cùng là A32. 3 cây. 3 cây luôn ha. 500.000. Đó, mini nhưng mà đế cũng đẹp nha cô chú anh chị ơi. Mini nhưng mà đế đều hết ha. Về cắt lại theo ý thích ha, mình chơi quái quái nè cô chú anh chị cũng thích. Rồi, về cắt lại cái cây đó phong cách đó, cái cây đó mà cắt ra là cây nó đẹp đúng không cô chú. Dạ. Cây cao cao này nè, đây cây cao cao này có đế nè ha, đây cô chú chơi nè. Nói chung là mấy cây này đế đẹp hết cô chú anh chị ơi, nhưng mà tại vì nó hoành nó nhỏ như mẫu tử đẹp lắm cô chú. Ba cây chỉ 500 thôi em ha. Dạ. Cây này hoành nó là 12. Cây này hoành 14. Cây này hoành cổ rễ nó là 11. Đế đều hết. Bán cho cô chú anh chị mình nhanh lẹ 500k luôn. 3 cây. Khuyến mãi cuối clip luôn ha. Hỏi trả giá luôn cô chú anh chị mình mà theo dõi tới được cuối clip thì mua cặp này là cũng xứng đáng ha. Rồi. Rồi, rồi cũng cảm ơn cô chú anh chị đã theo dõi ủng hộ shop ha. Rồi. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại cô chú anh chị mình trong các clip tiếp theo ha. Chào anh Khánh nha. Mình có mai vàng luôn ha. Dạ. Mình bán tại chợ thốt nốt luôn cô chú. Cô chú có yêu thích mai vàng thì chợ hoa sưng thốt nốt. Xem ủng hộ ha. Nhà em thấy mai đẹp lắm luôn. Nụ bao la luôn. Rồi, có gì liên hệ qua số điện thoại giúp con ha. Con cũng kính chào cô chú yêu mến kênh, xin mời đăng ký ủng hộ cho con ha cô chú.